Xin chào đại gia đình yêu thích trồng cây. Các bạn nhìn thấy không? Đây là cây hoa nhài cánh kép. Rất là nhiều hoa, rất thơm quý vị ạ. Hoa rất là thơm ha. Hoa nhài này chúng ta lấy hoa nhài để ướp trà nha quý vị. Đây. Mời quý vị uống trà nha. Đó, trà hoa lài nè. Mời quý vị uống trà. Thì như quý vị đã biết, cây hoa nhài là một cây rất là thân quen đối với người Việt của chúng ta. Ai cũng biết hoa nhài. Hoa nhài nó có nhiều loại, hoa nhài cánh kép và hoa nhài cánh đơn. Thường thì hoa nhài cánh kép thì là nó đẹp hơn và nó rất là thơm. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các anh chị cách chăm sóc cây hoa nhài để làm sao mà cho nó hoa nó nở một cách nó đều đẹp, và chúng ta luôn luôn có hoa nhài chúng ta sử dụng trong gia đình. Thì cây hoa nhài là các quý vị anh chị đã biết rồi, là một cây rất là thân quen đối với người Việt của chúng ta. Đó, do đó là các anh chị nào có nhu cầu về cây hoa nhài đó, thì theo đường link Zalo, Facebook ở phía dưới để mua. Mình có bán những chậu hoa nhài như thế này nha. Đó, thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các anh chị cách trồng và chăm sóc cây hoa nhài. Thì các anh chị mua cái chậu hoa nhài như này về nè, anh chị bắt đầu đó, cái chậu hoa nhài như này thì mình về, mình sẽ mua về và mình thay chậu cho nó để cho nó phát triển. Đó, thì các bạn nên chọn cái chậu mà cho nó thoát nước thật là tốt nha. Cái chậu này nè, đó, nó đang rất là nhiều lỗ là nó thoát nước rất là tốt ha. Rồi, rồi cái về với cái phần giá thể, giá thể để trồng hoa nhài thì bạn cần nó tơi xốp, tro, trấu, sơ dừa, đó, đất thịt. Thì mình cần 50% đất thịt, tro, trấu, sơ dừa, tơi xốp lên là được nha. Đó, rồi bạn có thể trộn thêm ít phân trùng quế hoặc phân bò. Tí mình sẽ ghim cái tỷ lệ ở phía dưới để các bạn theo đó các bạn làm, hoặc các bạn cũng có thể theo cái công thức trộn đất của hoa hồng hoặc là trồng cây ăn trái nha. Mình có ghim ở phần mô tả, các bạn theo đó các bạn làm. Rồi, thì các bạn mua cái chậu hoa như thế này về nè, và các bạn thay chậu tùy vào cái chậu lớn nhỏ mà bạn thay sao cho nó đẹp, và chúng ta trồng ở trên chậu để chúng ta sử dụng ở trong gia đình. Và chúng ta có thể để ở ban công, mái hiên, thì là khi cây hoa nó nở mình có thể di chuyển cái chậu này đi cho nó dễ dàng. Đó bạn ha. Đó, thì bây giờ mình cắt cái bầu đất này ra nè, cắt cái bầu đất này ra và mình thay. Đó, lấy nguyên cái bầu đất này ra, đất mình bỏ sẵn vào đây nè, đồng mình bỏ vào đây mình thay nè. Giữ nguyên cái bầu đất nha bạn nha. Đó, giữ nguyên cái bầu đất này nè. Rồi, như vậy là bắt đầu mình thêm đất vào, rất đơn giản. Đó, thêm đất xung quanh cho nó đều lên. Cái hoa nhài này chăm sóc nó thì rất là dễ dàng và nó ra hoa liên tục. Cứ một tháng thì bạn bón cho nó một phần phân, một tháng cho nó một lần phân. Có thể là phân bò, phân trùng quế, phân gà, đó, hoặc là phân dơi đều được nha bạn nha. Này, chăm sóc nó thì rất là dễ. Thì sau khi các bạn thêm đất vào thì chúng ta đã có được cái chậu hoa nhài rất là thơm, dễ thương, và chúng ta có thể chăm sóc nó và hoa nó ra liên tục. Thì các bạn trồng ở nơi chung cư đồ này nọ nó cần nó sạch sẽ đó, thì các bạn cũng có thể mua những cái gói này nè, ở các cửa hàng cây cảnh họ đều có bán nha. Ta gọi là đất nung á. Để mình bỏ vào đây nè. Đó, mình bỏ vào đây mình trang trí cho đẹp. Và khi mình tưới nước á, đó, thấy chưa, một cái gói này có 17-20 ngàn thôi.
Đó, đẹp không? Khi mình tưới nước á, thì nó không bị văng ra ngoài và nó giữ được cái độ sạch sẽ. Đó. Thế là chúng ta đã có được một chậu hoa nhài rất là đẹp đúng không? Chúng ta có thể khi mà hoa nó nở nhiều á, mình có để gần cửa sổ hoặc ở nơi gần chỗ bàn thờ cũng được. Thì là nghe mùi hoa nhài mà buổi tối nó rất là thơm. Đây là hoa nhài cánh kép nha. Rồi các bạn nào có nhu cầu thì theo đường link Zalo, Facebook ở phía dưới để mua nha. Rất là thơm. Thơm lắm luôn á. Đó. Thì cứ khoảng 1 tháng thì bạn cho nó ăn phân một lần. Phân hữu cơ, phân bò, phân trùng quế đều được. Đó. Rồi khi mà cái hoa của bạn á, tôi đây tôi lấy đây ví dụ nha. Đó, khi các bạn cắt hoa nè thì mình lấy hoa này mình ướp trà đúng không? Đó, mình lấy hoa này mình ướp trà nè. Đó, sử dụng cái hoa này mình ướp trà nè, hoặc là phơi khô đi ướp cũng được, hoặc là chúng ta ướp trà rồi chúng ta pha trà tươi cũng được, vì chúng ta sử dụng rất là sạch sẽ và không sử dụng hóa học, không sử dụng thuốc trừ sâu ha. Hoa rất là thơm. Đó. Thì khi cái cây nó đã hết hoa như này nè, giống như cái cây này đang hết hoa rồi, thì chúng ta cắt xuống như vậy nè, cắt đồng loạt hết, cắt đồng loạt hết nha. Đó, mình cắt như này. Và khi mình cắt như này á, thì là hai cái nách lá này nó sẽ mọc ra, nó sẽ ra hoa, đợt hoa mới, và trong vòng khoảng chừng 1 tháng là chúng ta lại có hoa. Chúng ta phải cắt bỏ đi hết để nó ra đợt hoa mới và chúng ta thêm phân vào. Thấy chưa? Thì cái này nó cũng hơi đây nè. Mình cắt cái này cho bạn nhìn nó dễ dàng hơn ha. Đây nè. Khi cái hoa chúng ta tàn rồi, chúng ta thu hoạch hết rồi thì chúng ta cắt nè. Cắt cho cái bông nó gọn gàng đi. Đó. Cắt. Đó, khi chúng ta cắt như thế này á. À, cắt cho nó gọn ha, thì nó sẽ ra đợt hoa mới. Đó, giống như khi mình cắt á, thì ở hai cái phần này nè, đó, cái nách lá này nè, nó sẽ mọc ra hai cái chồi mới, và hai cái chồi mới nó sẽ ra hoa tiếp tục, và cái hoa của mình nó ra nó sẽ đều, bạn hiểu không? Đó, phải cắt tỉa cho nó gọn cái cây. Chúng ta liên tục cắt tỉa, khi cứ hết một đợt hoa là chúng ta cắt tỉa, cắt cho nó tròn đều cái tán. Đó. Đó là cách chăm sóc cây hoa nhài rất là đơn giản. Cái này trồng thì rất là đơn giản bạn ha. Đó. Rồi cái cây hoa nhài của chúng ta thì là nó rất là ít bị sâu bệnh, do đó là khi mà chúng ta chăm sóc chúng ta không cần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, hoặc là chúng ta cũng một đôi tháng chúng ta thấy mà có sâu bệnh thì chúng ta bắt bằng tay, hoặc là chúng ta sử dụng gừng tỏi ớt để chúng ta xịt, vì chúng ta dùng cái hoa này để chúng ta là ướp trà đó, do đó là chúng ta không dùng hóa học nha, hoàn toàn sử dụng sinh học. Đó, hoa nhài sau khi mình cắt tỉa nè, trong vòng có hơn 10 ngày này là khoảng chừng một tuần lễ là đã có bắt đầu có nụ hoa rồi. Đây, cây phát triển rất là nhanh bạn thấy không? Thì cứ một lứa hoa nhài là trung bình là khoảng chừng 20 ngày là bạn có một lứa hoa nha. Cây nó phát triển rất là nhanh. Bạn phải thường xuyên cắt tỉa thì cái cây của bạn nó sẽ dày tàn và nó sẽ có nhiều hoa. Đó. Mới có 2 tuần lễ mà đã mọc rất là nhiều chồi và đang có nhiều nụ hoa đây rồi.